Phần 1. Phẩm Bó Kệ. Thiền định. Này các tỷ kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đây, này các tỷ kheo, là ba thọ. Vị đệ tử Đức Phật, định, tỉnh giác, chánh niệm, hiểu rõ ràng các thọ, và xuất ly các thọ. Chỗ này chúng đoạn diệt, con đường đến đoạn diệt, tỷ kheo đoạn các thọ, không khác ái tịch tịnh. An lạc. Này các tỷ kheo, có ba thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Đây, này các tỷ kheo, là ba thọ. Lạc thọ hay khổ thọ? Cùng bất khổ bất lạc, nội thọ và ngoại thọ, phàm có cảm thọ gì, biết được đây là khổ, hư ngụy và biến hoại, thấy xúc, xúc biến diệt, ở đây sống ly tham. Đoạn tận. Này các tỷ kheo, có ba thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, tham tùy miên đối với lạc thọ cần phải đoạn tận, sân tùy miên đối với khổ thọ cần phải đoạn tận, vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ cần phải đoạn tận. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, đoạn tận sân tùy miên đối với khổ thọ, đoạn tận vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, thời này các tỷ kheo, sự từ bỏ tham tùy miên của tỷ kheo được gọi là chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy hoại, giới minh kiến chân chánh đối với ngã mạn, vị ấy đoạn tận khổ đau. Nếu cảm giác lạc thọ, không tuệ tri cảm thọ, đây gọi tham tùy miên, không thấy rõ xuất ly. Nếu cảm giác khổ thọ, không tuệ tri cảm thọ, đây gọi sân tùy miên, không thấy rõ xuất ly. Giới bất khổ bất lạc, bậc đại trí thuyết giảng, nếu quan hỷ thọ ấy, không thoát được khổ đau. Vị tỳ kheo diệt tình, tỉnh giác không cuồng trí, đối với tất cả thọ, bậc hiền trí liễu tri, vị ấy liễu tri thọ, hiện tại không lậu hoặc, thân hoại bậc pháp trú, đại trí vượt ước lường. Vực thẳm. Kẻ vô văn phàm phu nói như sau: ở giữa biển lớn có vực thẳm, nhưng ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu đối với vực không có, không xảy ra, lại nói: ở giữa biển lớn có vực thẳm. Này các tỷ kheo, đồng nghĩa với các khổ thọ về thân là vực thẳm này. Kẻ vô văn phàm phu khi cảm giác khổ thọ về thân, thời sầu muộn, tham giảng, khóc lóc, đánh ngực, đi đến bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu, không đứng lên trên vực thẳm, không đạt tới chỗ chân đứng. Còn bậc đa văn thánh đệ tử, này các tỷ kheo, khi cảm giác khổ thọ về thân, không sầu muộn, không tham giảng, không khóc lóc, không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Này các tỷ kheo, đây gọi là bậc đa văn thánh đệ tử, đã đứng lên trên vực thẳm, đã đạt tới chỗ chân đứng. Ai không chịu đựng nổi, các khổ thọ khởi lên, thân đau hại mạng sống, cảm xúc khiến trung rẩy, ai tham giảng khóc lóc, suy nhược thiếu kiên cường, không đứng trên vực sâu, không đạt chỗ chân đứng. Ai có thể chịu đựng các khổ thọ khởi lên, thân đau hại mạng sống, cảm xúc không trung rẩy, vị ấy vực vực sâu, đạt tới chỗ chân đứng. Cần phải quán kiến. Này các tỷ kheo, có ba cảm thọ này, thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Lạc thọ, này các tỷ kheo,
cần phải thấy là khổ, khổ thọ cần phải thấy là mũi tên, bất khổ bất lạc thọ cần phải thấy là vô thường. Khi nào? Này các tỷ kheo, tỷ kheo thấy được lạc thọ là khổ, thấy được khổ thọ là mũi tên, thấy được bất khổ bất lạc thọ là vô thường, thời này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo có chánh kiến, ái được đoạn tận, kiết sử được hủy hoại, giới minh kiến chân chánh đối với ngã mạn, vì ấy đoạn tận khổ đau. Ai thấy lạc là khổ, thấy khổ là mũi tên, giới bất khổ bất lạc, thấy thọ là vô thường, tỷ kheo ấy chánh kiến, liễu tri các cảm thọ, vị ấy liễu tri thọ, hiện tại không lậu hoặc. Mạng chung bậc pháp trú, đại trí dược ước lường. Giới mũi tên. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử cũng cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ. Ở đây, này các tỷ kheo, thế nào là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là sai biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu? Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khổ thọ, sầu muộn, tham vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh, vì ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Ví như, này các tỷ kheo, có người bị người ta bắn với mũi tên, rồi họ bắn người ấy với mũi tên thứ hai, như vậy, này các tỷ kheo, người ấy cảm giác cảm thọ cả hai mũi tên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, khi cảm xúc khổ thọ, hơi sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến bất tỉnh. Người ấy cảm giác hai cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, người ấy cảm thấy sân hận. Do cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ được tồn chỉ tùy miên. Cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy hoan hỷ dục lạc. Vì sao? Vì rằng, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác ngoài dục lạc. Do hoan hỷ dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ tồn tại. Người ấy không như thật, rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. Do người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, nên vô minh tùy biên đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Này các tỷ kheo, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u, não. Ta nói rằng, người ấy bị trói buộc bởi đau khổ. Và này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử, khi cảm xúc khổ thọ thời không có sầu muộn, không có tham vãn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất tỉnh. Vì ấy chỉ cảm thọ cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. Ví như, này các tỷ kheo, có người bị người ta bắn một mũi tên, họ không bắn tiếp người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy, này các tỷ kheo, người ấy cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng vậy, này các tỷ kheo, bậc đa văn thánh đệ tử, khi cảm xúc khổ thọ, vị ấy không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc,
không đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Vì ấy cảm giác chỉ một cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. Vì ấy không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy. Do không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy biên đối với khổ thọ không có tồn tại. Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không hoan hỷ dục lạc. Vì sao? Vì bậc đa văn thánh đệ tử có tuệ tri một sự xuất ly khác đối với khổ thọ ngoài dục lạc. Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy biên đối với dục lạc không có tồn tại. Vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của những cảm thọ ấy. Vì rằng vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. Vì rằng vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. Đối với bất khổ, bất lạc, bất thọ, vô minh tùy biên không có tồn tại. Nếu vị ấy cảm thọ lạc thọ, vị ấy cảm thọ lạc thọ như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ, bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Này các tỷ kheo, đây gọi là tỷ kheo không bị trói buộc, bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng vị ấy không bị trói buộc bởi đau khổ. Này các tỷ kheo, đây là sự đặc thù, đây là thù thắng, đây là sự sai biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu. Bậc trí tuệ đa văn, lạc khổ không chi phối, giữa kẻ trí phàm phu thiện sai biệt rất lớn. Bậc đa văn tầm pháp, thấy đời này đời sau, ái pháp không phá tâm, không ái không sân hận, tùy thuận hay đối nghịch, tiêu tán diệt không còn. Vị ấy biết con đường, đường không cấu không sầu, chánh trí đoạn tái sanh, đến được bờ giác ngộ. Tật bệnh. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại giảng đường của ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến gian phòng chữa bệnh. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo phải chánh niệm, tỉnh giác khi thời đã đến, khi mệnh chung. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chánh niệm? Ở đây, này các tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo chánh niệm, sống quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo chánh niệm. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tỉnh giác. Ở đây, này các tỷ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo tỉnh giác. Này các tỷ kheo cần phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống chánh niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, lạc thọ khởi lên.
Vị ấy tuệ tri như sau: lạc thọ này khởi lên nơi ta, lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này là vô thường, hữu di, do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu di, thời lạc thọ được khởi lên, làm sao thường trú được? Vị ấy trú quán vô thường đối với thân và lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong. Vị ấy trú quán đi tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường, do vị ấy trú quán tiêu vong, do vị ấy trú quán đi tham, do vị ấy trú quán đoạn diệt, do vị ấy trú quán từ bỏ đối với thân và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy miên đối với thân và lạc thọ được đoạn diệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống chánh niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khổ thọ khởi lên. Vị ấy tuệ tri như sau: khổ thọ này khởi lên nơi ta, khổ thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này là vô thường, hữu di, do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu di, thời khổ thọ được khởi lên, làm sao thường trú được? Vị ấy trú quán vô thường đối với thân và khổ thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong. Vị ấy trú quán đi tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường, do vị ấy trú quán tiêu vong, do vị ấy trú quán đi tham, do vị ấy trú quán đoạn diệt, do vị ấy trú quán từ bỏ đối với thân và khổ thọ của vị ấy, nên sân tùy miên đối với thân và khổ thọ được đoạn diệt. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sống chánh niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, bất khổ bất lạc thọ khởi lên, vị ấy tuệ tri như sau: bất khổ bất lạc thọ này khởi lên nơi ta, bất khổ bất lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng thân này là vô thường, hữu di, do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu di, do duyên sanh, thời bất khổ bất lạc thọ được khởi lên, làm sao sẽ thường trú được? Vị ấy trú quán vô thường đối với thân và bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong. Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường. Do vị ấy trú quán tiêu vong. Do vị ấy trú quán ly tham. Do vị ấy trú quán đoạn diệt. Do vị ấy trú quán từ bỏ đối với thân và bất khổ bất lạc thọ của vị ấy, nên vô minh tùy biên đối với thân và bất khổ bất lạc thọ được đoạn diệt. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ tri, thọ ấy làm vô thường. Vị ấy tuệ tri, ta không chấp trước thọ ấy. Vị ấy tuệ tri, ta không hoan hỷ thọ ấy. Nếu vị ấy cảm thọ khổ thọ, nếu vị ấy cảm thọ bất khổ bất lạc thọ, vị ấy tuệ tri, thọ ấy là vô thường. Vị ấy tuệ tri, ta không chấp trước thọ ấy. Vị ấy tuệ tri, ta không hoan hỷ thọ ấy. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của thân, vị ấy tuệ tri, ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân. Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận chịu đựng của sinh mạng,
vì ý tuệ tri. Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng, vì ý tuệ tri rằng, sau khi thân ngoại mạng chung, ở đây, một cảm thọ cảm giác không có gì đáng hoan hỷ sẽ đi đến lắng dịu. Ví như, này các tỷ kheo, do duyên dầu và do duyên tiên bất, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu và tiên bất khô cạn cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tắt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi tỷ kheo cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân, vì ấy tuệ tri. Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của thân. Khi vị ấy đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tuệ tri. Ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tuệ tri rằng, sau khi thân ngoại mạng chung, ở đây, mọi cảm thọ không có gì đáng quan hỷ sẽ đi đến lắng dịu. Tật bệnh. Một thời Thế Tôn trú ở Visali, tại rừng Đại Lâm, tại giảng đường của ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chánh niệm? Như kinh trước, này các tỷ kheo cần phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Này các tỷ kheo, khi nào tỷ kheo sống chánh niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, lạc thọ khởi lên. Vị ấy rõ biết như sau. Lạc thọ này khởi lên nơi ta, lạc thọ ấy khởi lên có duyên. Không phải không duyên, do duyên gì, do duyên xúc này. Nhưng xúc này là vô thường, hữu di, do duyên sanh, do duyên xúc khởi lên. Và duyên này là vô thường, hữu di, thời lạc thọ được khởi lên, làm sao có thể thường trú được? Vị ấy trú quán vô thường đối với xúc và lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu dông, vị ấy trú quán đi tham, vị ấy trú quán đoạn diệt, vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường, do vị ấy trú quán tiêu dông, do vị ấy trú quán đi tham, do vị ấy trú quán đoạn diệt, do vị ấy trú quán từ bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy miên đối với xúc và lạc thọ bị đoạn diệt. Giống như kinh trước, chỉ khác ở đây là duyên xúc, chứ không phải thân này như kinh trước. Ở đây, mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ sẽ đi đến lắng dịu. Ví như, này các tỷ kheo, do duyên dầu sẽ đi đến lắng dịu, như kinh trước. Vô thường có ba thọ này. Này các tỷ kheo, vô thường, hữu di, do duyên sanh, chịu sự đoạn tận, chịu sự tiêu vong, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Thế nào là ba? Lạc thọ, hổ thọ, bất hổ, bất lạc thọ. Ba thọ này, này các tỷ kheo, là vô thường, hữu di, do duyên sanh, chịu sự đoạn tận, chịu sự tiêu vong, chịu sự ly tham, chịu sự đoạn diệt. Căn bản của xúc. Này các tỷ kheo, có ba thọ này cho xúc sanh. Lấy xúc làm căn bản, lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm trợ duyên. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Do xúc được cảm thọ là lạc. Này các tỷ kheo, lạc thọ sanh. Do sự đoạn diệt của xúc ấy được cảm thọ là lạc, lạc thọ ấy khởi lên cho duyên xúc tương ứng được cảm thọ là lạc, lạc thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ, do xúc được cảm thọ là khổ. Này các tỷ kheo, khổ thọ sanh, do sự đoạn diệt của xúc ấy được cảm thọ là khổ, khổ thọ ấy khởi lên cho duyên xúc tương ứng được cảm thọ là khổ, khổ thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ. Do xúc được cảm thọ là bất khổ bất lạc. Này các tỷ kheo, bất khổ bất lạc thọ sanh, do sự đoạn diệt của xúc ấy được cảm thọ là bất khổ bất lạc. Bất khổ bất lạc ấy khởi lên do duyên xúc tương ứng được cảm thọ
là bất khổ bất lạc, bất khổ bất lạc thọ ấy đoạn diệt, được tịnh chỉ. Ví như, này các tỷ kheo, hai khúc gỗ cọ sát nhau, đem đến gần nhau, nên sức nóng sanh ra, lửa được hiện hữu. Khi hai khúc gỗ ấy bị phân ly tuyệt nghiên, thời sức nóng khởi lên cho duyên ấy được đoạn diệt, được tịnh chỉ. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ba thọ này do xúc sanh, lấy xúc làm căn bản, lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm trợ duyên, do duyên xúc tương ứng, các thọ tương ứng khởi lên. Do sự đoạn diệt của xúc tương ứng các thọ tương ứng được đoạn diệt. Tương